Này vừa về sớm thế, đón con chưa em? Mẹ, mẹ sang chơi bao giờ thế ạ? Hôm nay nhà mình làm sao vậy? Mẹ nhìn này, anh ấy còn giấu cả thuốc ở đây nữa cơ mà. Chắc là mẹ với vợ lại giận con vì việc con hút thuốc chứ gì. Thôi, vợ đưa thuốc cho anh nào. Không thể nào, có chuyện gì thế này? Không, sao lại thế kia? Nga ơi, mẹ ơi! Trời ở đâu? Đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi. Đang chiến mà. Buồn ngủ mà lại có đi ngủ. Lạc hậu thế. Này. Thật á? Nhưng mà người ta bảo hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đấy. Hại thì còn lâu mới thấy. Hiện tại cứ khỏe được. Ừ nhờ. Hút một điếu chắc không sao đâu nhờ. Khi bắt đầu một việc làm sai, ai cũng nghĩ cho mình một cái cớ để tự ngụy biện. Chỉ có điều người ta không bao giờ ngờ được, đó mới chỉ là khởi đầu cho những sai lầm nối tiếp sau này. Úi giời ơi, con ơi là con, mười mấy tuổi đã bật vào thuốc lá thế này. Con hút đã lâu chưa? Con biết những thứ này nó hại thế nào không? Con mới hút thôi. Mà con hút chơi chơi mà, không sao đâu mẹ. Chơi, đây này, con nhìn đây này. Con thấy chưa? Đây là bệnh tật. Đây là cái chết đấy, con biết chưa? Mẹ cấm đi nha. Con biết rồi. Thôi, mẹ cứ đi ngủ trước đi. Lát con đi ngủ ạ. Đợt này đang ôn thi, mình hút tạm vài điếu cho đỡ căng thẳng. Thì xong rồi mình sẽ không hút nữa cũng được. Chẳng phải nó đã hứa bỏ rồi cơ mà. Qua mấy tháng nữa bớt việc lại, con sẽ không hút nữa đâu. Mẹ đừng lo. Có phải ai căng thẳng vì công việc cũng hút thuốc đâu. Mà công việc cũng không quan trọng bằng sức khỏe. Mẹ cứ lo lắng quá. Con còn trẻ khỏe thế này cơ mà. Bệnh làm sao được? Thì con có biết hàng triệu người đang bị ung thư ở ngoài kia không? Nhưng mà có phải ai hút thuốc cũng bị ung thư đâu mẹ. Mà thôi,
Con ra ngoài có chút việc đấy ạ. Càng làm việc nhiều, tôi càng đốt nhiều thuốc. Mà không biết rằng tôi đã đốt tương lai của chính mình. Quân à? Dạ chị. Cái báo cáo hôm qua em làm xong chưa? Em làm sắp xong rồi đấy. Đây, đây là báo cáo quý cần gấp trong sáng mai em giải quyết nhá. Làm nhanh nhá, việc gấp đấy. Nhớ nhanh nhanh đấy. Công việc hôm nay không hết thì ngày mai làm tiếp. Nhưng sức khỏe giống như điếu thuốc lá vậy, đã tàn rồi thì không thể lấy lại được. Và có lẽ vì vậy mà tôi chẳng còn tương lai nữa. Khi người ta có sức khỏe, người ta nhầm tưởng rằng mình sẽ sở hữu nó mãi mãi. Khi nhắc đến nguy cơ bệnh tật, người ta thường nghĩ bệnh có thể đến với bất kỳ ai, nhưng trừ mình ra. Nhưng không phải thế. Dậy cố ăn cố uống vào thì mới có sức mà chống chọi với bệnh tật chứ. Em có thể cho anh một điếu được không? Chỉ cần một điếu thuốc thôi là anh khỏe lại ngay mà. Bác sĩ đã nói là tuyệt đối không được động vào thuốc rồi cơ mà. Anh làm sao thế nhở? Đến giờ phút này mà anh vẫn chưa tỉnh ngộ ra à? Anh nhìn lại bản thân mình xem, tại sao anh thân tàn ma dại như thế này? Anh không thương bản thân mình thì anh cũng phải thương mẹ, thương con, thương em chứ. Anh hút thuốc là vì mọi người cơ mà. Hút để kiếm tiền nhiều hơn, để làm việc nhiều hơn cơ mà. Anh đừng có lấy mọi người ra làm lý do để dung túng cho sở thích cá nhân của mình đi. Anh có tiền rồi, tiền của anh có mua được lại sức khỏe cho anh không? Mẹ và em đã bao nhiêu lần van xin anh bỏ thuốc đi. Bây giờ anh vẫn đòi hút thuốc. Anh hút thuốc cho bản thân anh thôi. Cứ cho anh một điếu nữa thôi, kể cả là điếu cuối cùng cũng được. Không là không. Em tôi chỉ hút điếu này là điếu cuối cùng. Nhưng là điếu cuối cùng lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa. Tôi luôn tự nghị biện, tự dung túng cho bản thân mình. Đến tận lúc bị bệnh, tôi vẫn nghĩ rằng mình chỉ bệnh một chút rồi sẽ khỏi. Bác sĩ nhất định sẽ chữa được cho tôi. Sau lần này tôi sẽ bỏ thuốc. Nhưng quá muộn rồi. Thank you.
Mẹ ơi, bao giờ bố về hả mẹ? Bố con... Con ngồi đây chơi, mẹ vào nấu cơm hai mẹ con mình ăn nhá. Ngày mai mẹ sẽ cho con đi chơi công viên, được không? Vâng ạ. Tôi đã học hành và làm việc chăm chỉ để chăm lo cho cuộc sống của vợ con. Nhưng giờ tôi chẳng thể ở bên họ được nữa. Tôi muốn chăm sóc mẹ lúc mẹ tuổi già. Vậy mà giờ lại để đầu bạc tiễn đầu xanh. Tôi muốn được nhìn con gái mình lớn lên. Nhưng giờ ngay cả chạm vào con tôi cũng không thể. Từ điếu thuốc đầu tiên cho đến hàng trăm điếu thuốc sau này, tôi đã tự ngụy biện, tự cho mình một lý do để hút tiếp. Tôi không thể ngờ được tàn thuốc nhỏ ấy lại đốt cả tương lai của tôi nhanh đến vậy. Giá như đây chỉ là một giấc mơ, tôi muốn được tỉnh dậy từ lần đầu tiên để từ chối không bao giờ chạm vào nó. Đây là toàn bộ hậu quả của việc tôi nghĩ rằng hút thuốc lá sẽ giúp tỉnh táo. Bạn có thể nghĩ rằng điều đấy chỉ xảy ra với tôi, điều đó không xảy ra với bạn. Nhưng tôi ở đây để nói với bạn rằng nó có xảy ra.